ở tư thế sẵn sàng chứ. Mình quen nhau rồi yêu nhau bao lâu rồi anh nhớ không? Thì đã 2 năm rồi. Phải, đã 2 năm. Khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để cho tình yêu thắm đượm men. Tình ngọt ngào trên mắt trên môi. Nè, cái ngày đầu á, vừa thấy mặt anh là em đã kết mù đen anh liền. Cuộc tình cao xa, chỉ muốn tình yêu chấp cánh muôn đời. Vậy thì còn ngần ngại gì, không dám gặp ta để cầu hôn em chứ? À, hay là có bí ẩn gì, sao không chịu cùng em bài tỏ? Quả thiệt anh có mối lo, mà không thể cùng em bài dài. Lòng anh vẫn yêu em, đừng nghi ngờ mà vẫn hơn anh. Anh Long nè, anh còn điều chi bận lòng lo lắng? Thì hôm nay cứ nói thiệt với em, đừng để ưu tư kéo dài. Mà hãy hân hoan đón nhận một ngày mai tươi sáng quê quang. Hãy tin tưởng cuộc tình đôi ta sẽ mỹ mãn vẹn toàn. Cuộc đời có thể có nhiều ngang trái, nhưng không bao giờ em lùi bước trước sự trái ngang. Chỉ cần anh luôn luôn thủy chung một lòng, giữ cho tình mình trong trắng thanh cao. Thì dù cho có gặp trở ngày nào, em cũng vượt qua để đến bên bờ hạnh phúc. Em bên cạnh là anh được chấp thêm đôi cánh, giữa bầu trời xanh dệt mộng thay đời. Quãng đời u buồn của anh sẽ qua dần theo ngày tháng, vì bên anh giờ đã có em, cho anh cảm giác êm đềm. Vòng tay tình ái thay mẹ hiền ấp yêu. Thì ra cái ưu buồn của anh nó là gì? Phải, từ nhỏ anh không có mẹ, chỉ sống với cha thôi. Anh Long, vậy thì em càng yêu anh nhiều hơn nữa. Và chúng mình cần phải tiến đến hôn nhân, nghe anh. Nhưng mà anh sợ. Đừng nhân nhị gì cả. Má em hiền lắm, anh vào làm rể nhà em, má sẽ coi anh như con ruột. Rồi anh sẽ có tình thương của người mẹ, như vậy sẽ tốt cho anh nhiều. Cứ như vậy ha, bữa nay nhất định là
anh phải đứng trước bà để cầu hôn em. Lệ Thanh ơi, anh sợ không ổn. Mọi hậu thuẫn sẽ có em và má mà, đừng có lo. Ơ là cậu đó hả? Đi đâu mất tiêu cả buổi sáng vậy hả? Ba, con tìm ba nè ba. Có chuyện gì gấp hay sao mà đến hãng đi tìm ba? Còn cậu Long, tôi qua phân xưởng tìm cậu cả buổi rồi đó. Cậu ở đâu vậy? Thưa giám đốc, tôi có chuyện nên ra ngoài một chút. Hay quá ha, cậu quẩn quá ha. Tôi muốn hỏi cậu về cái lô hàng bị hư. Cậu kiểm tra nguyên liệu như thế nào mà để xảy ra cái nông nổi như vậy hả? Thưa giám đốc. Ba, chuyện đó để nói sau đi. Bữa nay con muốn thưa với ba một chuyện. Coi con kìa, ba đang làm việc với Nguyễn Long mà. Làm việc thì có văn phòng mà ba, ai làm việc ngoài hành lang bao giờ. Vậy thì cậu vô văn phòng gặp tôi. Khoan đã ba, ba nghe chuyện con trước cái đã. Chuyện gì quan trọng lắm sao? Rất quan trọng cho cả đời của con gái ba đó. Chuyện lớn dữ vậy sao? Có cần vô văn phòng không? Dạ khỏi, nói liền tại đây hả? Bây giờ cậu vô văn phòng đợi tôi đi cậu Long. Không, chuyện này có liên quan đến anh Long, anh phải có mặt. Ủa, vậy sao? À, thôi được rồi, con nói đi, chuyện gì? Dạ, thưa ba, con... Con... Sao con hoài hả? Sao bữa nay sao con rụt rè vậy? Dạ, thưa ba, hôm nay con và anh Long... Anh Long, anh nói đi. Dạ thưa giám đốc, tôi... Kìa, hai đứa làm sao hả? Cà lắm, lập vậy hả? Gì vậy? Dạ... Dạ thưa ba. Sao? Dạ thưa ba, con và anh Long yêu nhau lâu rồi. Yêu nhau đã hơn 2 năm. Hôm nay con xin báo cho ba biết. Yêu nhau lâu rồi, yêu nhau đã hơn 2 năm, báo cho ba biết. Vậy đó phải không? Dạ. Dạ cái gì? Lệ Thanh, nghe ba hỏi nè. Dạ con chuẩn bị nghe. Còn có suy nghĩ kỹ chưa? Có thật sự yêu Nguyễn Long không? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi ba, con thật sự đã yêu Nguyễn Long. Con chọn đúng người vừa ý rồi phải không? Dạ chọn đúng rồi. Và nhất định yêu. Dạ phải. Nguyễn Long, cậu nghe tôi hỏi, cậu yêu Lệ Thanh không nè? Chuyện này không phải giỡn đó. Cậu nghĩ kỹ đi rồi trả lời thôi. Dạ cháu thật lòng thật dạ với Lệ Thanh. Nghĩa là cậu yêu nó nhiều à? Dạ nhiều. Yêu thật sự phải không? Dạ cháu yêu thật sự không hề nói đại. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Dạ cháu suy nghĩ kỹ rồi. Cậu chọn đúng người của cậu phải không? Dạ đúng rồi. Nhất định yêu phải không? Dạ nhất định. Tốt. Vậy cậu tính sao đây? Dạ tính sao? Ủa, cậu nói yêu con gái tôi, yêu suông vậy rồi để đó à? Dạ, dạ thưa giám đốc. Thưa giám đốc cái gì? Cậu đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, cậu phải biết tính chứ. Dạ, dạ tính. Cầu hôn, anh cầu hôn đi. Dạ thưa giám đốc, xin giám đốc cho phép, cho phép hai đứa con đính hôn với nhau. Đính hôn à? Chưa tới lúc, chưa chín mùi, còn sớm lắm. Dạ phải. Hả? Phải cái gì? Cậu không muốn đính hôn à? Dạ không, ý không phải. Ủa, cái gì phải rồi không phải? Dạ, dạ. Nguyễn Long nè, tôi công nhận cậu là một thanh niên có khả năng, có trình độ, hoạt bát, giỏi giang. Cậu giao thiệp giỏi, tiếp thị tốt. Hãng mỹ phẩm Trần Phong này phát đạt là có sự đóng góp đáng kể của cậu. Tôi tín nhiệm cậu. Nhưng bây giờ cậu muốn đính hôn với con gái tôi thì cậu phải giải đáp cho tôi rõ mấy điều sau đây. Tôi muốn biết gia cảnh cậu ra sao, song thân cậu ở đâu,
làm nghề chi bề thế đến cỡ nào, chắc là dài dây cũng thuộc hàng cao sang, thân thế cũng dễ dàng. Dạ cha mẹ tôi chỉ bình thường, buôn bán cửa hàng vàng bạc chỉ mong được dưỡng già, thố thường an phận, chẳng thích đua tranh, cầu cho mạnh giỏi yên thân. Tính lẽ xa xôi khó làm nên sự nghiệp, nên song thân tôi chỉ thường thường mà thôi. Một cửa hàng ở một tỉnh nhỏ nhoi cũng có thể coi là một cơ ngơi, lại là cửa hàng vàng bạc cũng là một sự nghiệp, kinh doanh buôn bán hẳn hoi, hứa hẹn còn phát đạt, tương lai còn hưng thịnh. Dạ giám đốc quá khen ạ. Bây giờ để tôi tính coi. Nguyễn Long nè. Dạ. Lúc nào thuận tiện cậu mời song thân cậu lên đây gặp gia đình tôi để làm quen cái đã, rồi mọi việc sẽ tính sau, được không? Dạ dạ được. Tốt. Còn Lê Thanh nè. Dạ. Kể như ba chấp nhận chuyện tình yêu của con, nhưng sau đây ba muốn bàn với con thêm một việc. Việc gì vậy ba? Ba muốn bàn riêng với con. Thưa giám đốc, xin cảm ơn giám đốc về việc cầu hôn của tôi. Còn bây giờ nếu không cần vấn đề gì thì tôi xin phép ạ. Còn chứ. Còn chuyện lô hàng quá đắt, chiều nay cậu hãy đến gặp tôi. Còn bây giờ cậu có thể về. Dạ cảm ơn giám đốc, xin phép ạ. Ý anh Long, chờ em với. Con ở lại với ba có chuyện, ba muốn nói với con. Chuyện gì nữa ba? Xong hết rồi mà. Ba muốn nói là nói chuyện riêng của con và ba thôi. Chuyện của con coi như ba ok. Còn chuyện của ba để sau đi nghe ba. Bây giờ con với anh Long đi ăn cơm trưa để mừng cho chuyện của tụi con. Ba thông cảm nghe ba. Con chào ba ha. Coi. Ai có chịu nổi không? Là con gái phải ý tứ mới được nghe con. Dạ con biết rồi. Ba, ba muốn nói chuyện gì với con vậy ba? Lê Thanh à, ba, ba muốn ba muốn ba nói đi ba, chuyện gì vậy ba? Ba nói đi. Lê Thanh, ba vừa chấp nhận cho mối tình của con với Nguyễn Long. Bây giờ ba đó, tới ba xin phép con. Con chấp nhận cho ba mối tình của ba với... Với ai hả ba? Ba cũng có mối tình khác nữa sao? Còn má con? Không, má con thì ba vẫn thương yêu, thì vẫn tôn trọng má con. Nhưng mà ba vẫn tư tình với người khác. Coi kìa con. Cái gì mà tư tình? Ba cần sự thông cảm của con. Nhưng mà là ai? Ba nói đi. Cô thư ký riêng của ba, cô Bạch Cúc. Hả? Con thông cảm cho ba nhé. Hả con? Con không ngờ. Con chấp nhận cho ba chứ. Không, con không chấp nhận. Như vậy sẽ làm cho má con đau khổ. Con phản đối. Kìa con, con không hiểu cho ba sao con? Hiểu cho ba? Hiểu như thế nào hả ba? Thật tình con không hiểu à. Lệ Thanh à, năm nay đã con bao nhiêu tuổi rồi, nói cho ba nghe coi. Dạ 25. Ba hỏi chi vậy? Ba hỏi để nhắc cho con nhớ rằng đã 25 năm qua. Ba muốn gia đình có đứa con trai để có người nói dõi. Chú
mà con không nghĩ không thương cho ba đã buồn lo cái cảnh khói lạnh nhé. Có những đêm thâu giấc ngủ ba cứ mơ màng, ba tự nghĩ mình đã làm gì nên tội mà không có kẻ nói dòng nói họ cho ba. Hai mươi mấy năm dài tình cảm dành trọn cho con, nay gần cuối đời ba mới tìm được người yêu mến. Con không cảm thông sơ chia tâm sự thì quá là con ích kỷ hẹp hòi. Ba, ba nói đúng, con những mình hẹp hòi ích kỷ vì là con gái lúc nào cũng phải đứng về phía mẹ. Con nói vậy là má con đã dùng con để làm áp lực với ba. Không, ba đừng ngờ quan cho má. Má đối với ba lúc nào cũng một già kính yêu. Vì vậy cho nên con không muốn có người khác chen chân mà chia sẻ tình yêu của má. Và con muốn tình thương của ba con luôn trọn hưởng như thuở còn thơ và suốt cuộc đời này. Con nên nhớ con gái là con của người, buồn vui sướng khổ khóc cười riêng con. Từ bao đời đã truyền lưu, má thì ra má sao chuyển mình thành ngư. Thưa ba, chuyện đó xưa quá rồi ba ạ. Con là con ba, con nói dòng nói họ cho ba không được sao? Ba còn mắc công tìm con nói hậu chi nữa. Nhưng con là con gái. Con gái thì sao hả ba? Không nói dòng nói họ cho ba được à? Ngày nay loài người đã sắp lên sao quả sao kim mà ba còn phân biệt trai gái, còn trọng nam khinh nữ hay sao? Con sẽ có chồng, con sẽ có con, con sẽ cho một đứa con của con mang họ Trần của ông ngoại nó, có được không ba? Được, được, nhưng mà ba muốn có con trai và con trai của ba nó sẽ là người nối hậu. Đó là truyền thống của tổ tiên, con không được quyền bắt bẻ xỏ xiên. Con không hề bắt bẻ xỏ xiên, nhưng đó là nhân sinh quan lạc hậu. Con xin ba hãy đổi mới nhìn xa, kéo rồi chính ba tự chuốc khổ cho ba. Ý trời đất ơi, chính là dạy khôn cho gà. Con cho con là ai ở đây? Ma của con cũng chẳng dám nửa lời nói với ba bằng cái giọng của con. Con không hề dám hỗn láo với ba, chỉ muốn khuyên ba tránh điều phiền muộn. Nếu ba quyết lập cho được vòng hai, cũng dám nói rằng ba đã tính sai. Ba muốn có một đứa con trai là con của ba. Ba tính sai là sai chỗ nào chứ? Điều sai thứ nhất là ba cũ quá, ba trọng nam khinh nữ. Điều sai thứ hai là ba sẽ làm cho má con đau buồn. Điều sai thứ ba là nhân viên của ba sẽ cười ba, ba sẽ mất uy tín với công ty. Điều sai thứ tư là ba chọn chị Bạch Cúc. Chị Cúc chỉ hơn con có vài tuổi, chị trẻ quá, chị không có yêu một người già như ba đâu. Ba chưa có già, có kể thêm nữa thì sẽ tới điều sai thứ tám thứ chín à. Ba không cần biết sai hay đúng nữa, ba đã quyết định. Ba nói với con là để con hiểu, con thông cảm cho ba, chứ không phải để cho con lên lớp ba. Không, con không thông cảm chuyện này. Con phản đối vì con đứng về phe của má. Nhưng mà má con sẽ không phản đối ba đâu. Sao lại không? Má con cũng sẽ phản đối. Con lặp lại, con phản đối, ba có vợ bé. Ba mặt con, ba đã quyết định, không cần con đồng ý nữa. Thì con cũng sẽ cùng với má chống đối ba tới cùng. Con đồ con bất hiếu.
Trời ơi là trời, dưỡng hổ di họa nè trời. Ông à, ông còn giận con nhỏ chuyện hồi chiều phải không? Nó có thái độ như vậy cũng có gì lạ đâu. Bà nói vậy là sao? Có nghĩa là từ lâu rồi bà đã nhồi sọ con nhỏ à? Để cho nó ngấm ngầm không kính phục tôi chứ gì? Vậy mà từ lâu tôi đã lầm. Tưởng đâu bà thương chồng cho nên chấp nhận bỏ qua, để mà vun đắp cho gia đình một cảnh êm đềm hạnh phúc. Trời ơi, nhưng có ngờ đâu, bà vẫn khư khư ôm cái ghen hờn, nên không trọn cùng tôi trong đảo can thường. Tôi hiểu bà hận tôi, đâm bà chưa rồi hãy xóa cho xong. Đã chấp nhận cùng tôi trên bước đường chồng vợ, sao còn khắc khe chi cho khổ thân mình. Càng nghĩ chuyện xưa càng làm cho rối rắm. Tình yêu đâu có già mà. Bà sao hủ lậu quá. Ông không nghĩ thiệt hơn nên làm cho con nó chẳng phục tùng, bởi nó thấy trái lòng xót mắt. Sao lại cho rằng tôi dạy làm điều bất kính với ông? Vậy là ý muốn nói tôi là trâu già mà khoái gặm cỏ non phải không? Ghen thì bà cứ chịu gọi là ghen đi, ai cười đó mà bà sợ không biết nữa. Ông sao? Tôi thì có sợ gì ai cười, vì tôi có biết ghen đâu. Ớt nào mà ớt không cay đâu, bà chỉ tôi coi coi. Ớt kiển làm sao mà cay được chứ? Ớt kiển chị để xem chơi chứ có tác dụng gì đâu ha. Ủa nó vậy té ra hai mươi mấy năm nay bà chỉ là cây ớt kiển trước mắt tôi đây hả? Ông tự mà hiểu lấy. Tôi hiểu chứ sao không. Nhưng bà đó thì chưa hiểu, cho nên bà mới ấm ức nè. Dù chịu về làm vợ tôi, nhưng bà không cam tâm khi thấy tôi làm chủ cái gia sản của ông già bà. Tại sao bà không chịu hiểu? Nếu nó không thuộc về tôi thì nó cũng thuộc về tay người khác. Những gì muốn làm thì ông đã làm rồi, có biện hộ có phân minh cũng chẳng có nghĩa lý chi. Bao năm nay tôi sống bên ông chỉ có cái nghĩa chứ chẳng có tình. Bà muốn nói cái ngày mà tôi đến tìm bà, khi bà đang trong cơn thập tử nhất sinh và tôi đã cầu hôn rồi nguyện bảo bọc cuộc đời bà đó chứ gì? Gia sản tiêu tan, cha già chết không toàn mạng, tôi tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Nếu lúc đó ông ngoảnh mặt quay lưng ôm mớ gia sản bỏ đi luôn thì tôi cũng đành chấp nhận mà thôi. Cũng may mà ông chẳng nhận tâm, phần của tôi. Nhưng
bà chớ nên trách bản thân mình, tại bà vô phước vô phần nên không có được đứa con trai để kế thừa di sản hôm nay. Nên giờ đây bà hãy chịu lòng để cho tôi rước họ về. Nó đã có thai rồi sao cái lần dũng trộm, có lẽ nào bà ngoảnh mặt quay lưng. Hai mươi mấy năm trước ông cũng một lần vụng trộm, sao không nghĩ đến cái chuyện rước họ về? Thì lúc đó tôi sợ bà sắp, vì tôi nể bà. Vậy sao bây giờ? Bây giờ thì bà đã thật sự không thể cho tôi một đứa con trai mà tôi đã đợi chờ bà. Ý ông đã muốn thì thôi, ông cứ làm theo ý của ông đi. Bà chịu rồi đó nghe. Vậy bà làm việc với con gái của bà đi. Con cái gì mà cứng đầu cứng cổ, tại bà đó. Thấy không? Cưng quá cho nên nó coi tôi chẳng có ra gì, nó mới dám. Ông á, ông phải hứa với tôi là từ nay đừng có làm chuyện phi pháp, có được không? Muốn làm giàu thì bất chánh. Nhưng tôi không muốn ông dùng cái di sản của cha tôi mà mưu cầu bất chánh. Nhưng tôi cũng học cái cách làm ăn này đó từ ở cha của bà. Ông Phong à, ai biểu bà ép tôi phải nói cái điều mà bà không muốn chi. Thôi tôi đi. Phải, tại tôi ép ông phải nói lên cái điều mà tôi không muốn. Cũng vì cái điều đó mà bao nhiêu năm nay tôi mới ép dạ để sống bên ông. Tôi vô sinh, đó cũng là cái quả của cha tôi ngày trước. Tưởng đâu bám víu vào ông sẽ xoay ông trở lại con đường lương thiện, sẽ có được một đứa con trai để nó đưa di sản cha mình vào cái thương trường trong sạch. Nhưng tôi không làm được cái điều mà tôi mong muốn. Tôi bất lực với bản thân tôi, tôi thất bại hoàn toàn. Ông trời ơi, tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp vậy mà sao? Sao ông lại nỡ thờ ơ? Qua đi lại nữa được không? Con làm má chóng mặt quá. Con thiệt không hiểu nổi má, tại sao má lại chịu để cho ba đem bạch cúc về đây? Đây là nhà của mình, con không muốn ai chen vào đây hết á. Lệ Thanh à, con bình tĩnh lại đi, lại ngồi đây với má. Con không ngồi được. Má nói đi, tại sao má bằng lòng như vậy chứ? Thì con dừng lại đi, không ngồi thì đứng lại, rồi con mới nghe má nói được chứ. Dạ, con không đi tới đi lui nữa, con đứng yên chỗ rồi nè. Còn má nữa, đàn ông ấm chưa ba, ba có thương tưởng gì tới má đâu. Đừng có nói vậy con à, ba vẫn yêu thương, vẫn tôn trọng má. Má cho con biết điều này, Bạch Cúc nó có thai rồi. Bạch Cúc đã có thai? Thiệt sao má? Ba nói cho má biết hả? Ừ, ba con đã nói cho má biết. Trời ơi, như vậy thì làm sao đây? Càng khó, càng rắc rối thêm nữa. Phải, càng khó,
càng rối thêm. Ba con đã năn nỉ má, má đã thao thức nhiều đêm, đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng má cũng phải nghe theo, chấp nhận cho người ta vào nhà mình để chung sống. Dù không cam tâm nhưng mà không chống đối, má phải nén lòng để cho gia đình êm ấm yên vui. Cô biết má khổ lắm, nhưng cô không ngờ cái khổ của má quá sâu xa. Sao khi có con mà vẫn không sanh nở lần nào? Để ba con bao năm dài ao ước, đứa con trai nối dòng bốn phận vợ hiền ma có lỗi cùng ba. Má không có lỗi, con không đồng quan điểm đó đâu. Con là lớp trẻ ngày nay có cách nhìn của tương lai, nên không chấp nhận quan điểm cổ truyền. Nhưng đó là kỷ cương đã trải bao đời, mà phụ nữ chúng ta vẫn còn bị trói trắng ràng. Má phải chấp nhận vì má sợ ba con sẽ đưa Bạch Cúc đi sống riêng, rồi cửa nhà lại thêm tan nát. Nên má mới cam nhận lấy một hoàn cảnh trái ngang chua chát cho riêng mình. Còn hơn là để ba con rời khỏi mái gia đình, hãy để cho má làm người rộng lượng, sớm chia hạnh phúc, chấp nhận hy sinh. Ngoài ra, ba của con cũng là người có danh vọng trong xã hội, phải bảo toàn uy tín để giao thiệp làm ăn. Thì dầu cho má có vô phúc bạc phần, cũng phải giữ cho ba con được tròn danh giá. Má, má thật là cao cả, bao giờ má cũng là một tấm gương sáng để cho con noi theo mà xử thế. Con thương má lắm, má ơi. Càng thương má, con lại càng giận má. Làm người khó lắm con ơi, má, má không phải là người cáo cả, chỉ là một người hiểu biết để bao dung đã có muôn phần. Có ai đó dám bảo mình không lầm lỗi suốt quãng đường trần. Chỉ cốt sao giữ gìn phẩm giá của mình để không thẹn với lương tâm con ơi. Vậy nên trong chuyện của ba con và Bạch Cúc, má khuyên con hãy nên hòa nhã, giữ đúng bổn phận làm con. Đừng làm cho ba con ưu phiền khó xử, cũng đừng để Bạch Cúc phải hổ phận đau buồn. Tấm lòng của má
từ bi như Bồ Tát. Con e rằng con không làm được như má đâu. Phải cố gắng con à. Mình mới về. À, mình à, à, hôm nay đó anh đưa cô ấy về đây để chào ra mắt mình. Anh xin mình có lời chấp nhận cho cô ấy yên tâm. Bạch Cúc à, hãy chào chị. Chào đi em. Dạ thưa. Thưa bà, em xin chào bà. Được rồi, tự nhiên, cô cứ tự nhiên. Ngồi đi. Dạ. Bạch Cúc, ngồi đi em. Em nên xưng hô cho đúng, xưng là em, gọi là chị. Mình à, Bạch Cúc gọi mình là chị nghe, được không mình? À, hay là mình muốn cổ gọi thế nào thôi tùy mình. Gọi là gì cũng được, nhưng gọi là chị thì đúng hơn, như mình vừa nói đó. Nhưng mình cho phép nghe. Được rồi, đâu có gì quan trọng, mình không cần phải bận tâm. À, thưa chị đi em. Dạ, thưa chị, em cảm ơn chị. Có gì mà cảm ơn. Rồi cô rồi em sẽ quen thôi. Một lần nữa em hết sức cảm ơn chị. Má à, chị em nghe cảm động quá đi. Còn con thì chị ấy gọi bằng gì đây hả má? Xin cho phép tôi gọi Lệ Thanh đó là cô hai, như đã thường gọi. Còn tôi phải gọi chị sao đây? À, con hãy gọi là dì. Không, con không gọi dì, gọi chị mà thôi. Vì người tình của ba quá trẻ, chẳng lẽ ba muốn mọi người đều biết ba có thêm vợ bé. Con à. Lệ Thanh, không nên vậy đâu con. Con thiết nghĩ rằng ba đừng phô trương, mà ba cần nên gói ghém. Có hay ho gì để cho phố phường thiên hạ họ chê khen đàm tiếu. Lệ Thanh đừng có nói vậy. Chớ quá lời bổn phận làm con, hãy để cho ba con xử sự vuông tròn. Lệ Thanh à, hãy hiểu cho ba đi con. Mọi sự đã an bài, con chứ giận hoài kiếm chuyện với ba chẳng có ích gì, chỉ làm khổ ba thôi con à. Xin cô hai thương tưởng chút tình phận gái bột bèo bến nước 12. Tại sao tôi phải thương chị chứ? Cô hai ơi, đã là phái nữ, ai không muốn có một tình duyên trọn vẹn. Nhưng không ai lỡ phận hờn duyên thì phải đành cam lỡ chuyến sang đó. Ước giống dần xa như áng mây bay trôi nổi nhạt nhòa, rồi từ đó một nỗi hận lòng hoàn cảnh mặc tình cho sương nắng phôi pha. Giờ đây được gửi thân với ông chủ, được hòa nhập vào một gia đình giàu có cao sang, tôi biết phận mình nhỏ nhoi hèn mọn, nhưng mong chỉ cả và cô ai nhận lòng thành của một người ba. Phải bận tâm điều đó, sống chung với nhau thì sẽ có tình cảm mà. Tôi muốn chị giữ sao cho gia đình này yên ổn. Tôi hiểu ý của cô hai. Và mong chị đừng thấy má tôi quá từ tâm, chị được ba tôi yêu mến mà làm phiền lòng má tôi, chỉ vậy thôi. Tôi xin hứa. À, tốt lắm. Tôi cũng mong dưới hòa
có chị, có em thân ái vui vầy. Còn Lệ Thanh, ba mong con bỏ đi thành kiến, hãy vì ba đó mà vui vẻ với người ta. Họ đã hạ mình trước mặt hai mẹ con, đi cầu xin ân huệ gửi thân trọn kiếp. Sự rộng lượng của má con ba hiểu nên ba sẽ làm theo ý của má con. Ba hứa với má điều gì thì ba nhớ đó. Còn con biết bổn phận của con. Chị Bạch Cúc, tôi đưa chị lên phòng của chị. Em theo Lệ Thanh lên phòng đi. Ba cảm ơn con nghe Lệ Thanh. Ba đừng cảm ơn con, ba cảm ơn má kìa. Thưa chị, em lên phòng em. Em tự nhiên đi. Mình à, anh cảm ơn mình. Mình khỏi phải lo cho tôi. Từ nay hãy ráng mà làm người chân chính như lời mình hứa. Tôi hiểu. Vô chị ba, vô chị ba. Em nói thiệt với chị ba nghe. Vậy? Cái nhà hàng karaoke Hoàng Mai này nó đã hấp dẫn em rồi đó chị ba. Cái đó là đương nhiên rồi, còn phải nói. Nhưng hấp dẫn nhất là cái gì? Nói cho chị ba nghe coi. Cái gì cũng hấp dẫn hết đó chị ba. Bia nè, nhạc nè, ca hát nè, cái chỗ ngồi mà nó cũng hấp dẫn nữa chị ba. Nhưng nhất là cái khung cảnh vui vẻ tưng bừng, trai gái xa cánh bên nhau, cùng hát ca tình tứ đổi trao, những nụ cười duyên dưới ánh đèn màu. Cả ngày bán buôn đua chen kiểu nặng, em đến đây cho tâm hồn bình lặng, quên đi điều phiền toái ưu tư, để được cười vui với mọi người. Nhà hàng này đêm nào cũng đầy bạn bè, nam thanh nữ tú, chỉ cần nhìn cũng đủ vui rồi, lại thêm có lời ca tiếng hát. Còn rượu bia đó nha, em có uống Em nói thiệt với chị ba nghe, em chỉ ghiền cái hữu tình ấm cúng nơi đây, em chỉ sai cái trang nhã ở nơi này. Dĩ nhiên khi có thêm cốc rượu thì hứng tình càng thêm đậm. Gì mà cay đắng quá vậy cưng? Phải, tình đời đã thấm nhuần trong em cái vị đắng cay, bởi em thiếu thốn mọi thứ tình mà kiếp con người ai cũng phải có. Tình yêu cũng không, tình bạn bè cũng chẳng có, luôn cả tình thắm của đấng sanh thành. Có lẽ số phận của em trời đã sẵn dành, em là đứa trẻ bị đời ruồng bỏ, sống vất vưởng bên lề xã hội đua tranh. Em không biết mình nguồn cội nơi đâu, em đã lớn lên từ cô nhi viện, luôn khát thèm thứ tình cảm thiêng liêng, thèm gọi mẹ gọi cha cho ấm áp cõi lòng. Em thèm tình yêu son sắc đôi tim, một mái ấm gia đình hạnh
Theo chị thấy, nếu có người yêu, em sẽ là một người chồng chung thủy. Nếu có mẹ, em sẽ là một đứa con hiếu thảo. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì vậy chị? Đáng tiếc cho em mà không có mẹ. Mà cũng đáng tiếc cho chị không có con. Nhưng nè, cách đây hơn 20 năm chị cũng có một đứa con đó em. Chị đã có một đứa con à? Ừ. Mà con của chị ở đâu rồi hả chị? Đâu? Nó đâu rồi? Nó mới vừa sanh ra, chị đã phải cắn răng gửi nó vô viện mồ côi. Cái hành vi bất nhân đó khiến cho chị bây giờ mới hối hận. Em biết sao không? Chị thiếu đắn đo chỉ vì chị căm hận một người. Đó là cha của nó, thằng cha của nó. Khi biết chị mang thai, hắn vội vàng lẩn tránh bỏ rơi chị. Chị phải ra đi để chờ ngày sanh nở, sanh con. Chị đem gửi nó cô nhi viện, rồi tìm kế mưu sinh. Nghe chị kể mà, nhưng mà rồi từ đó đến nay, chị có đến cô nhi viện tìm lại đứa con không vậy chị? Cuộc sống mà em, cuộc sống khó khăn đã cuốn trôi chị đi hết xứ này sang xứ khác. Chị không còn cơ hội trở lại viện cô nhi. Ròng rã bao năm tháng đã trôi qua. Sau này khi làm ăn khá giả thì đổi thay hết rồi em à. Chị, nếu con của chị còn sống, nó được bao nhiêu tuổi vậy chị? Nếu như nó còn sống á thì nó 25 tuổi rồi. 25 tuổi? Ừ. Vậy là bằng tuổi của em rồi. Thiệt là ngẫu nhiên nha. Hay à nghe. Chị ba à, có khi nào chị là mẹ ruột của em không vậy? Biết đâu chừng em. Chị ba gì? Nếu chị là mẹ của em á thì em mong lắm á nghe. Em sung sướng biết bao nhiêu á nghe. Em có mẹ nè. Chị ba hả? Chị nhận em làm con đi chị ba. Má của con. con của má. Má ơi, rồi con sẽ tìm đến cô như viện để xác minh. Nhất định chị là mẹ của em. Má là má của con. Má là má của con mà. Má. Con. Má. Con của má. Má. Thank you.
Bạch Cúc. Hà Đông, anh đến đây có chuyện gì? Thăm em. Hơn một tuần rồi em vắng mặt ở công ty, không gặp em anh buồn quá à. Anh nhớ em. Hôm nay không chịu được nữa, anh liều đến đây đó. Hà Đông à, đã nhiều lần em nói với anh á, đừng có nghĩ đến em nữa, quên hết đi. Bạch Cúc, anh không thể quên em được. Em đã có chồng rồi, anh hãy quên em đi, quên đi. Trời ơi, nếu có thể quên em, nhưng anh đã dằn nỗi nhớ nhung mà không làm sao dằn cho được hết á. Trời ơi, tình yêu là cái gì? Tình ái làm chi? Có phải chăng tình yêu là ma lực đã làm cho anh phải si mê, nên đớn đau tim lòng, say đắm yêu một người dẫu rằng xót xa hồn tôi, cũng không thể quên bóng hình mình giữ gìn suốt bao ngày qua. Anh Hà Đông à, em xin anh đừng có nhắc nữa. Tôi tình chi rồi ôm sầu cô lẻ, bởi không thể nào mình bước chung đôi. Chỉ nghe khổ đau trăm đường mà chán trường thì vẫn dương làm chi. Xin anh giữ đi mối tình đừng giữ gìn, chỉ xót xa. Bạch Cúc ơi, dẫu cho hôm nay em đã bước lên địa vị cao sang làm người vợ lẽ quý yêu của ông giám đốc, nhưng tình yêu của anh đối với em chẳng chút phai mờ. Bởi anh đã yêu em nên anh biết đợi chờ, và cũng bởi anh sợ người đàn ông mà em đang chung sống chẳng có thật giả yêu em. Anh chỉ xin em hãy dừng lại, đừng đi sâu vào con đường bất chánh. Em hãy ra khỏi vòng tay ông chủ, anh sẽ đón cánh chim xanh lạc quay về. Anh Đông à, yêu đơn phương là thứ tình yêu vô vọng, tôi khuyên anh đừng có nên tiếp tục sai lầm. Dù em có cho anh là thằng điên dại thì suốt cuộc đời này anh vẫn yêu em. Bạch Cúc, từ giây phút này xin anh hãy để cho tôi yên, đừng làm dấu ta trình tôi khó khăn mới gầy dựng được cái mơ ước của một cô gái như tôi. Nếu anh yêu tôi bằng tình yêu chân thật thiết tha thì nên mừng cho tôi có được một cảnh đời sung sướng, đó mới gọi là tình yêu cao thượng. Nó sẽ làm sáng ngời cái đẹp trong vào cảnh khổ thì đối với tôi là vô nghĩa. Tôi không muốn đem tình yêu trong cây nghèo cơ cực, thà sống cảnh giàu sang mà lạc lẽo hương tình. Bạch Cúc, nghe lời anh đi, bỏ hết để về bên anh. Trời ơi, anh điên quá rồi. Anh đến đây nói toàn là cái giọng điệu yêu đương lẫm cẩm không à. Rủi ông chủ về mà nghe được thì sao? Chết cả lũ chứ không phải chuyện chơi đâu à. Anh yêu là anh nói anh yêu, mắc gì mà em sợ chứ. Thôi 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 thôi, anh về đi. Anh đừng có điên mà, em gian anh đó. Thôi thôi thôi, được rồi, em năn nỉ thì anh về, nhưng anh xin em hãy suy nghĩ điều anh vừa nói. Chào em. Ý trời đất ơi. Trời ơi, trời. Anh đi đâu lại đây, có chuyện gì vậy? Hả?
Chuyện riêng của tôi mắc mớ gì tới anh mà hỏi. Không ngờ họ có quan hệ mật thiết với nhau. Liệu Bạch Cúc vào đây có mua đồ hay không? Anh chàng dược sĩ si tình lẩm cẩm đó đến đây làm gì vậy em? Anh đến thăm em. Còn anh đến đây làm gì? Tìm Lệ Thanh phải không? Không, anh đến gặp em. Gặp em để làm gì? Bạch Cúc, xin em giúp anh. Giúp anh chuyện gì? Anh nên nhớ hiện nay em đã là vợ của ông chủ. Em không muốn nhắc lại dĩ vãng của chúng mình. Không, anh không nhắc đâu. Em đã là vợ của ông chủ. Còn anh yêu Lệ Thanh, sắp thành hôn với Lệ Thanh. Nhắc lại chuyện cũ để làm gì? Được, vậy thì tốt. Anh cần gì, em có thể giúp gì cho anh? Bạch Cúc nè, ông chủ đã chấp thuận cho anh và Lệ Thanh thành hôn với nhau. Đã nhiều lần ông chủ bảo anh mời ba anh lên đây, để trước hết là làm quen với nhau, và sau đó là tìm hiểu gia thế cùng nhau. Cốt để biết qua lý lịch có thuộc cái giới giàu sang hay chỉ là tầng lớp bần hàn. Tệ trạng hổ đuối muộn đằng vẫn còn nặng nề trong xã hội, anh chưa biết phải làm thế nào. Anh tự mình chuốc chuyện khó khăn, tại sao không thành thật nói ra? Gia cảnh mình nghèo nhưng trong sạch, có sợ gì xấu hổ với ai? Miễn tư cách nhân phẩm đàng hoàng. Em không rành ông chủ hay sao? Bao giờ ông cũng phân biệt nghèo khó với giàu sang. Nếu biết cha mẹ anh nghèo, ông chẳng khi nào làm xui. Anh có nói cho cô hai nhà này biết nỗi khổ của anh không? Ừ? Không, anh không dám nói. Anh và Lệ Thanh hết lòng hết dạ yêu nhau chứ? Hết lòng hết dạ thật mà. Vậy tại sao mà anh không dám nói? Có khi Lệ Thanh sẽ tìm cách gỡ rối cho anh. Từ lâu anh đã không nói, bây giờ làm sao nói được? Em nghĩ là anh đã sai lầm rồi đó. Sai lầm cái gì? Thì không thành thật trong tình yêu chứ gì. Nhưng đã lỡ rồi. Hơn nữa, ba anh vừa lên tới đây, sắp đến gặp Lệ Thanh. Anh rối quá nên tính mượn tiền em. Để làm chi? Phải sắm y phục để cho cha anh mặc coi cho được nè. Phải mua một căn nhà nè, nhỏ nhỏ thôi nhưng cũng phải coi cho được chứ. Rồi còn phải mua sắm đồ đạc trong nhà nữa nè, để ba anh ở cho nó thoải mái. Cúc nè, em giúp anh nha, cho anh mượn mớ tiền nha. Nhưng mà số tiền lớn quá, em đâu có đủ. Mình là đồng hương với nhau, giờ anh đang trong hoàn cảnh kẹt, gỡ không có ra, em nhìn anh chết sao? Thì công nhận là em đã mang ơn anh, và cũng mong có ngày được trả. Thôi thì em liều vậy. Ý, em liều cái gì? Ông chủ vừa đưa cho em một số tiền khá lớn, em có thể tạm lấy cho anh mượn đỡ. Nhưng mà số tiền này là anh phải trả sớm cho em à. Ờ, được, được, anh sẽ cố gắng trả sớm cho em. Em có thể lấy cho anh mượn ngay hôm nay không? Được, em sẽ lấy ngay cho anh. Cảm ơn em. À, anh ở đây đợi em nha. Ủa, Lệ Thanh, Phan Thế. Ủa, anh Long, anh đến tìm em hả? Phải, anh tìm em. Nè, sao hai người đi chung với nhau? Có vấn đề gì không? Đi chung là thế nào? Anh muốn nói vấn đề gì là sao chứ? Đi chung không được hay sao? Anh đừng có ghen bậy đó nghe. Tôi không ghen bậy, nhưng đây quả là một sự kiện chẳng có tự nhiên. Anh đừng có hồ đồ. Cái máy cassette của em trục trặc, em nhờ anh Thế đến mang đi sửa, rồi bán luôn giùm em. Em sẽ thêm tiền nhờ anh mua giùm cái mới, có vậy thôi. Anh nghe kỹ chưa? Nghe kỹ rồi, anh xin lỗi em. Còn tôi nữa, bộ anh nghĩ thằng Thế chở trời này không có tư cách hay sao? Mà anh muốn nói gì cũng được. Thì tôi xin lỗi anh, được chưa? Anh xin lỗi tôi bằng cái giọng hằng học đó. Tôi nói cho anh biết nha, tôi nể tình cô hai đó, chứ thằng Thế này á không có nhịn ai đâu à. Chà, ngon quá ha.
không ngon gì, nhưng mà ai ngon hơn không được à. Thôi thôi, hai anh đừng có lời qua tiếng lại nữa được không? Anh Long nè, anh tìm em về chuyện gì? Có gấp không? À, anh tìm em về chuyện... chuyện riêng của chúng mình. Nhưng thôi, hôm khác bạn cũng được mà. Vậy hả? Em có việc nhờ anh nè. Anh ở đây đợi em một lát nha. Anh Long, chuyện gì? Tôi nghe cô Hai nói anh đã cầu hôn với cổ phải không? Phải, nhưng đó là chuyện của chúng tôi, anh hỏi làm gì? Tôi hỏi là có lý do của tôi. Anh biết là tôi quý mến Lệ Thanh, tôi quan tâm đến hạnh phúc của cô ấy, nên khi biết anh yêu Lệ Thanh hết dạ hết lòng và cũng đã cầu hôn rồi, tôi xin chúc mừng cho anh tỏi nguyện cùng Lệ Thanh sánh bước bên nhau. Hai người quả thật xứng đôi một cặp, trăm năm hạnh phúc lâu bền kết chặt. Và tôi cũng xin có lời cùng anh, hãy hết lòng yêu Lệ Thanh chân thật. Cái anh này thật là quái lạ, chuyện của chúng tôi xin anh chớ xía vào chi nữa. Người yêu của tôi thì tôi biết quý yêu, mắc mớ gì anh mà lên mặt dạy đời. Đó là tôi muốn cảnh cáo trước với anh, nếu như anh còn gian dối chẳng thật tình thì anh coi chừng quả đấm của tôi. Sao? Anh muốn gây sự à? Bây giờ thì không, nhưng mà nếu anh làm cho cô Hai nhà này buồn á thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh dám? Hai anh lại cãi nhau nữa hả? Không, không có gì. Vậy thì bây giờ em nhờ anh cùng đi với anh Thế mang cái máy mới về đây giùm em. Nhưng còn phải chờ sửa máy, bán cái máy này nữa mà. Cái đó không gấp, mua ngay cái máy mới cho em. Tôi sẽ chọn mua liền một cái máy mới, anh mang về ngay cho cô Hai có máy mà dùng. Còn sửa và bán cái máy này để tôi tính, anh không cần bận tâm. Đúng, anh Long thông rồi chứ. Nè, mang cái máy này đi đi, rồi mang máy mới về ngay cho em, em trông lắm đó. Ờ, nhưng mà anh còn gì nữa? Không, không có gì. Vậy thì anh đi với anh Thế đi. Nhưng mà... Mà cái gì chứ? Nhờ anh chút việc không được sao? Em muốn anh đi cùng với anh Thế, để hai người có dịp giảng hòa với nhau, được không? Có nghe em không? Được, có nghe. Vậy thì đi đi. Thì đi. Thôi đi, anh cù lần. Chị Bạch Cúc, sao chị nhìn tôi dữ vậy? À, cô Hai à, cô mới về hả? À, cô có thấy ai ở ngoài sân không? Ai? Là ai? Phải anh Long không? Phải. Nguyễn Long đâu rồi? Ảnh tìm tôi, đã gặp tôi và đã đi rồi. Đi rồi? Phải. Sao? Có chuyện gì à? Nguyễn Long đến tìm cô Hai đó mà. Ảnh gặp tôi rồi và đã đi rồi. Tôi vừa nói, chị không nghe sao? Dạ nghe, có nghe. Lê Thanh, Nguyễn Long và ba của nó hẹn mấy giờ? Dạ, họ hẹn 9 giờ. Chắc sắp đến rồi đó ba. À kìa, họ đã đến. Dạ chào ông. Chào bà. Chào ông. Dạ chào ông. Xin mời ông vào. Dạ xin mời ngồi. Dạ con kính chào bác. Chào cháu. Cháu đây là... Thưa ba, Lệ Thanh đó ba. À, cháu Lệ Thanh, cháu thật xinh, thật thùy mị. Dạ thưa ông, hôm nay...
là ông. Ông chủ. Ủa, là mày? Mày là Năm Bính? Phải, là tôi đây. Tôi là Năm Bính, tài xế hồi trước của ông chủ đây. Tài xế của tao? Năm Bính, mày là cha của Nguyễn Long à? Thật vậy sao chứ? Phải, tôi là cha của nó. Thằng tài xế cũ của tao đã bị tao đuổi đi, bây giờ trở lại toan làm xui với tao. Thiệt là tức cười chết đi được. Ba, đừng mà ba. Mình, mình ơi. Ông chủ, không có gì đáng tức cười đâu ông chủ. Ở đời có lắm chuyện trớ trêu như vậy đó. Đâu phải tôi muốn hay ông chủ muốn. Mình đâu có chủ động phải không? Mà do bọn trẻ nó quen nhau, hiểu nhau, rồi nó yêu nhau. Mình đâu có khuyến khích nó, mình cũng đâu có cản nó được. Bây giờ ông chủ tính sao? Tính sao à? Tao mà đi làm xui với tài xế của tao sao? Tao mà làm xui với mày à? Quen được sao được? Ông chủ cho rằng như vậy là xấu hổ hay sao? Phải, chẳng những là xấu hổ mà còn là một điều sỉ nhục. Sỉ nhục lắm chứ. Xấu hổ chỗ nào, sỉ nhục chỗ nào vậy ông chủ? Mày lại cật vấn tao à? Lại hỏi đố tao nữa à? Ba đừng như vậy mà ba. Con yên tâm đi ông chủ, tôi đâu dám hỏi đố ông chủ. Tôi thiếu học, tôi dốt nát, hỏi cho biết gì mà. Xấu hổ và sỉ nhục chỗ nào vậy ông chủ? Tao đường đường là một ông chủ, một nhà kinh doanh có vai vế ở thành phố này, mà lại đi làm xui với một thằng tài xế khố rách áo ôm à? Đầu đường xó chợ như mày à? Đó là xấu hổ, là sỉ nhục, mày hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa ông chủ. Thì ra theo ông chủ, nghèo khổ là xấu hổ, là sỉ nhục. Nhưng theo tôi, xin phép ông chủ cho tôi hiểu khác. Nghèo khổ mà trong sạch thì không có gì xấu hổ. Đói khổ mà lương thiện, làm ăn chân chính thì không có gì sỉ nhục. Mà chỉ có những kẻ đội lốp hào hoa, nhưng tâm địa xấu xa, dấu dưới gạt trên, lợi dụng cả tâm tình, sang gọt của cải vợ để làm bể phóng. Tài sản của ông có phải của bà không? Dùng tiền của bà phung phí xa hoa, gạt gẫm gái nghèo chẳng chút xót thương. Chuyện cũ ngày nào ông còn nhớ hay không? Xấu hổ nào hơn, sỉ nhục nào bằng? Ông đừng lớn tiếng, hãy nhìn lại lương tâm. Lão, ai cho mày đến đây để nói những điều lão đó? Đi, đi ra khỏi nhà tao. Cái đồ bà trợn, cái đồ bà dơ, cái đồ... Ba, ba ơi, cô xin ba đừng nóng giận, đừng làm tan vỡ duyên con vì câu chuyện xa vời. Ba ơi, lỡ một lần yêu là khổ hơn một đời. Ba đã nói với con là làm thân con gái, vui hay khổ là tự mình ba còn nhớ. Sao ba không thương con ở quãng đời phía trước? Chúng con yêu nhau với mối tình tha thiết, xin ba đừng để cho mây sáng vắng sầu. Chúng con yêu nhau bằng mối tình chân thật, xin đừng bước rời mỗi kẻ một nơi. Con đường yêu nó có thiếu gì con đường sao con không chọn? Tự nhiên cái con chọn ngay chốc vào con đường này, con chui vào cái chỗ khổ con không hay sao con? Ba ơi, đâu có tình yêu nào mà không gai góc, đâu có cuộc đời nào mà không sóng gió phong ba. Con sẽ không đầu hàng nghịch cảnh. Vậy là con tự sát rồi đó con ơi. Ba ơi, nếu được chết vì yêu thì đó là diễm phúc. Chúng con sẽ cùng ở cạnh bên nhau. Đừng, cháu ơi đừng nói vậy không nên. Cái chuyện của bác với ông chủ nó có nhiều quân khúc, nhưng đó là chuyện riêng tư của người lớn. Còn chúng con đâu có
qua tất cả, cho vui vẻ đôi đàn mà tác hợp duyên con. Đừng cho sầu than thiên ngon, đường tình gái gánh đời còn tiếc chi. Lệ Thanh, bác xin lỗi cháu, nhưng tại vì ông chủ ông sốc bác quá, bác nhịn không được, tính nhịn mà quá bụng chịu không nổi. Ba ơi, xin ba hãy thương tụi con, ba xin lỗi ông chủ đi ba. Không, ba không phải là thằng hèn. Ba nói cho con rõ, nếu ba biết trước con dẫn ba tới đây thì ba không đến đâu. Nhưng ba đã đến lỡ rồi thì ba phải nói hết cái điều mà ba cần nói. Ông Năm à, tôi xin ông, những điều ông muốn nói thì người lớn chúng ta đã biết hết rồi, còn bọn trẻ nó không cần biết đâu. Ông nói làm gì? Thưa bà chủ, với bà thì tôi xin lỗi, nhưng hôm nay trước cái hoàn cảnh này thì tôi phải nói cho hết, nói cho rõ. Bởi có điều ông bà chưa biết đâu, mà bọn trẻ thì lại cần phải biết. Không cần, không ai cần nghe mày nói đâu. Mày đến đây cầu hôn cho con trai mày, thấy không? Điều đó bất thành. Mày đi đi, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Ba. Thưa ông chủ, tôi nhớ là tôi chưa mở lời cầu hôn mà, phải không ông chủ? Và tôi xin nói cho ông chủ biết, dầu cho ông chủ có cầu hôn con trai tôi cho con gái của ông chủ thì tôi cũng không chấp nhận. Mày nói cái gì? Đồ điên. Ba, tôi không chấp nhận là việc nhân đạo đó ông chủ à. Ông chủ, bà chủ, Lệ Thanh, Nguyễn Long, các người hãy nghe cho kỹ đây. Ông chủ, Nguyễn Long không phải là con của tôi đâu. Ba, nó là con ruột của ông chủ đó. Hả? Trời ơi, trời ơi, anh Long, anh là, hả? Trời ơi, ôi, nghiệp chướng gì đây? Trời ơi. Không, tao không tin. Mày nói láo, tao không tin. Đó là sự thật, rồi ông sẽ rõ. Ba, ba, có thật như lời Năm Bính hay không? Tại sao? Tại sao vậy ba? Con không tin, con không tin đâu. Bồi, một chai whisky. Anh Nguyễn Long, anh uống ở đâu mà xỉn rồi? Đừng uống nữa. Nè, tôi kêu nước chanh cho anh uống nghe. À, Phan Thế, đem rượu cho tôi. Tôi muốn uống nữa. Anh đừng cản tôi, tôi không cần tỉnh nữa đâu, mà tôi chỉ cần say. Tôi phải uống cho say, cho đất trời quay cuồng đảo lộn. Cho đêm như ngày, tối mù tối mịt. Nè, anh đừng có nói vậy. Chuyện gì xảy ra khiến ông trời ông quá nghiệt cay, ông sắp bài để trêu cợt. Đêm trai ngang trần phú cuộc đời. Nói cái gì vậy?
Cái gì mà trái ngang ngang trái? Nè, làm ơn nói rõ dùm coi cha nội. Tôi đang trách đất gọi trời để hỏi, tại sao lại ghét ghen tôi mà bài chuyện cơ cầu. Những bất hạnh của tuổi thơ, nhiều nắng dài mưa dầu, chưa đủ hay sao mà ông còn trêu cợt, dạch đám mây mù đem nghịch cảnh phố đời. Để bây giờ tôi cúi mặt đớn đau, tình yêu ngỡ chắp cánh nào ngờ gái gánh, đường tình chân đã bước qua, giờ ta mới thấy hồn ta xa rời. Hồn ta lạc giữa biển khơi, chơi vơi chìm đắm cảnh đời trầm luân. Tôi tưởng là hai người đang đứng trên bờ hạnh phúc, nên tôi cố ép lòng để quên mối tình xưa. Nào ngờ anh và Lệ Thanh đang gặp chuyện rối ren. Nếu như vậy, chắc Lệ Thanh buồn khổ lắm. Vậy mới nói ông trời cái nghiệp, gieo thảm gieo sầu cho người ở trần gian. Trái ngang của người giờ bắt tôi mang, để đọa đài tôi xuống tận cùng địa ngục. Địa ngục trần gian bao giờ trái, anh nói đi giờ tôi phải làm gì? Hay là để tôi bắt thang lên hỏi ông trời, sao ông ác độc vẻ vời đời. Đành thôi em ơi, đành thôi chôn đi cái niềm bồi hồi khó quên. Nè nè nè, trời ơi, nói cái gì mà tràn giang đại hải luôn vậy? Cái chuyện gì nói rõ nghe coi. Nè, anh cứ coi tôi như là cái sọt rác nằm ở góc phòng kia kìa. Cứ tự nhiên mà trút hết những gì mà anh cần trút bỏ, nói đi. Không có được. Không trút được mà. Anh với Lệ Thanh đã xảy ra chuyện gì hả? Hết rồi, chấm dứt rồi. Hả? Anh nói cái gì? Chấm dứt là sao? Chấm dứt nghĩa là không còn yêu, không còn thương, không còn tình, không còn cái gì nữa. Tại sao? Tại sao anh dám đối xử với Lệ Thanh như vậy? Anh có nhớ là tôi đã cảnh cáo anh không? Anh làm cho Lệ Thanh buồn, Lệ Thanh khổ, thì tôi sẽ đập bể mặt anh. Ai đã gây ra sóng gió giữa anh và Lệ Thanh? Phải là anh không? Phải không? Ông trời, Bề trên đã gây ra đó. Nè, anh giỡn mặt với tôi hả? Anh phản bội Lệ Thanh phải không? Anh muốn chết phải không? Hả? Định đi, giết đi. Tôi muốn chết lắm rồi. Anh hãy đánh tôi đi, hãy giết tôi đi. Trời ơi, cho tôi chết đi. Được rồi. Anh muốn chết lắm hả? Được, tôi sẽ đi lấy thuốc độc cho anh. Khoan, chậm lại. Tôi chưa chết được. Tôi còn phải trả nợ cho một người nữa. Nợ gì? Nợ tiền, nợ vàng chứ nợ gì. Mà tôi chưa có. Anh có không, cho tôi mượn đi. Anh tỉnh chưa? Hay là anh còn sai hả? Tôi tỉnh rồi, tôi nói thiệt đó. Tôi cần trả nợ. Bao nhiêu? Có nhiều lắm không? Cũng hơi nhiều. Khoảng 7-8 cây. Cái gì? 7-8 cây? À. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Tôi không có đâu. Nhưng nè, anh có nghĩ tới cái chuyện buôn bán kiếm lời không? Buôn bán hả? Tôi đâu có biết gì về buôn bán. Mà tôi có cái gì để buôn bán chứ? Có chứ. Để tôi bày cho anh nha. Nè, có phải anh cũng có giai vế trong chỗ làm, có thể giao mỹ phẩm cho tôi, qua tay tôi anh sẽ có
đời, buôn bán là nghề của tôi. Anh chỉ cần xin với công ty đưa hàng ra bán ở chợ trời á, tôi hứa chắc với anh sẽ đủ tiền trả nợ. Nghe cũng có lý phần nào, tôi sẽ tính lại đề nghị của anh. Quá tình thiên hạ nói chẳng sai, muốn được sang giàu thì nhờ bạn. Tôi giúp anh là vì Lệ Thanh, vì giữa chúng ta còn nhiều qua lại. Chuyện này chẳng dính đến Lệ Thanh, xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nè, đừng có cảm ơn vội, anh hãy tính cho kỹ đi, rồi mang hàng đến giao cho tôi. Mình làm ăn với nhau mà, đôi bên đều có lợi. Được, tôi sẽ mang hàng đến cho anh. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải về đây. Có cần tôi đưa anh về không? Không cần đâu, tôi đi một mình. Một mình tôi đi được mà. Anh Phan Thế. Hả? Cô Hai. Trời ơi, sao cô bơ phờ quá vậy? Anh Thế ơi, tôi khổ quá. Cô Hai, ngồi đây đi cô Hai, ngồi đi. Hồi nãy á, anh Nguyễn Long ở đây nè, nhưng mà ảnh vừa mới đi rồi. Ảnh uống rượu say thì say luôn á. Cô Hai à, có chuyện gì xảy ra vậy cô Hai? Ảnh say cũng phải, tôi cũng muốn chết đi nè. Mà chuyện gì với cô Hai? Nguyễn Long làm cho cô buồn phải không? Cô nói thiệt với tôi đi, tôi xử đẹp cho cô coi. Không, nhưng tôi khổ lắm. Tôi khổ lắm anh Thế ơi. Nhưng mà cái chuyện gì, nói cho tôi biết đi, cái chuyện gì xảy ra? Má nuôi của tôi đó không phải là người ngoài đâu. Cô Hai có thể trút nỗi lòng ở đây mà không ngại gì hết. Nói đi cô Hai. Cô Lệ Thanh à, Phan Thế thường nhắc cô, hay nói về cô cho tôi nghe. Cô hãy trút bớt phiền muộn với chúng tôi đi, cô sẽ vơi được nỗi buồn mà. Cảm ơn bác. Cảm ơn anh Thế. Chuyện buồn của tôi thật là khó nói. Tôi thật không ngờ, không ngờ thân thế của chúng tôi lại có quá nhiều quẩn khúc. Của chúng tôi? Là ai? Của cô Hai và Nguyễn Long à? Phải, của anh Long và của tôi. Trời, trời, sao nghe lớn chuyện quá vậy cô Hai? Phải, giữa chúng tôi vừa xảy ra biến cố, rồi mới chiều hôm qua đây, má tôi nói cho tôi biết một chuyện. Một chuyện mà tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được. Một chuyện quá đỗi bất ngờ. Lệ Thanh, con hãy bình tĩnh mà nghe má nói. Ngoài biến cố vừa xảy ra làm cho con đau khổ, còn có một sự thật nữa mà con cần phải biết. Còn sự thật nào nữa sao má? Còn, đó là sự thật về thân thế của con. Trời ơi, thân thế của con, thân thế của con mà cũng có chuyện bí ẩn nữa sao má? Má ơi, con sợ lắm, con mệt mỏi lắm rồi. Má ơi. Thanh ơi, bình tĩnh đi con.
lần con hỏi má, tại sao, tại sao má lại chấp nhận để cho Bạch Cúc vào nhà này mà bằng lòng an phận chịu đựng cay cảnh sống chung chồng do bởi má vô phần mang phải cái bệnh vô sinh. Đó chỉ một phần sự thật mà thôi, vì có một điều má còn giấu con, có lẽ con đã hiểu rằng má chỉ bị bệnh sau khi sanh con, nhưng sự thật còn đau buồn hơn, má đã vô sinh trước khi lấy chồng, một sự thật quá đau buồn mà má định suốt đời giấu con. Trời ơi, về sớm nay má lại tiết lộ. Trẻ từ lúc năm nuôi, từ khi còn tấm bé, con chỉ bén tiếng quen hơi với một người mẹ thiên thần. Tấm lòng thương xót cho
con không thương tưởng con má là người dưng mà đem bỏ vào lòng. Công nể cực khổ vì con khuya sớm ấm bồng. Con nhớ rồi câu hát má ru con ầu ơ ai đem con bùa ngoài hè ruột như ấy bùa nào về mẹ thương. Con vô tình đâu hiểu lời ru đó là tâm tư má nuôi con. Hoàn cảnh buộc má nói ra, như lòng má đâu nỡ. Vì ba con ở bên ngoài còn biết bao đứa con rơi, với lại nhà mình từ đây sẽ còn nhiều rối rắm. Mong con chuẩn bị tinh thần vượt mọi khó khăn. Rắc rối gì nữa hả má? Bạch Cúc có thể sẽ ra đi. Sao má biết? Từ từ con sẽ rõ. Còn chuyện Nguyễn Long đang là nghi vấn, vì ba con... Ba không tin. Như vậy con cũng chắc gì là con của ba. Con à, chắc hay không má không hiểu. Vì khi đem con về nuôi, ba con nói là đã có gian díu với một người đàn bà. Họ mang thai, ba con không dám nhìn. Rồi sanh con ra, họ đem bỏ vào cô nhi viện. Ba con biết được mới đến xin và đem con về nhà cho má nuôi đó. Trời ơi, đâu là thật, đâu là hư hả má? Con à, hư hay thật gì thì má vẫn coi con như là con ruột của má. Má. Thật không ngờ hoàn cảnh của cô hai lại biến đổi như vậy. Thằng Long đâu rồi? Đang uống với ba sao bỏ đi vậy? Người ta nói mày vô đây nè, mày trốn tao hả Long? Ba của anh Long đó. Ủa, vậy sao? Chà, coi bộ cũng tới bến rồi đó. Thế nào bác cũng hỏi em về anh Long. Nếu cô sợ ông thần men này làm phiền thì cô vào trong lánh mặt đi cô hai. Ờ, phải đó cô hai. Dạ, cảm ơn bác. Nè bà chị, bà chị có thấy thằng con tôi không? Thấy thì kêu nó ra đây cho tôi. Nói cho bà chị biết nghe, tôi nuôi thằng con này cực khổ lắm, trần thân lắm chứ không phải chơi à. Bà chị giấu nó phải không? Trả thằng con lại cho tôi. Trả đây. Ai mà giấu con ông làm gì? Nó bá láp không à? Hổn hả? Hổn mày không? Sao bà dám nói tôi bá láp? Tại sao bà hổn? Ủa, ai mà trông quen quá vậy cả? Gì á? Cho nhìn kỹ coi. Nhớ rồi. Trời ơi, Mai. Phải Mai không? Mai vàng nắm cánh của tôi ngày nào, Mai vàng nắm cánh ngày nào của tôi. Cái thằng cha này lẳng nhách à. Thôi đi dùm đi cha nội. Sao lẳng nhách? Sao lại đuổi tôi? Bà thiệt không nhớ tôi sao? Mai, Mai vàng nắm cánh, Quỳnh Thị Mai. Ai ăn chè đậu xanh đường cát không? Bữa nào cũng ngang đây à, cũng ăn giùm em một chén cho nó mát dạ. Nhớ không? Ông là ai vậy? Năm Bính nè. Hả? Tài xế cũ của ông chủ Trần Phong. Nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Anh Năm, Năm Bính. Trông anh già đi nhiều quá à. Dấu chân chim nó dẫm nát nhung nhang tôi. Mai ơi, bao nhiêu năm rồi tôi đi tìm mấy người dữ lắm mà không gặp. Bỗng nhiên hôm nay, thiệt là trời xui đất khiến mà. Anh tìm tôi để làm gì? Hỏi vậy mà hỏi được. Tôi nuôi con giùm mấy người 20 mấy năm nay,
mấy người có biết không chứ? Anh nuôi giùm con tôi. Chứ sao? Lúc đó mấy người khổ quá nuôi con không nổi nên đem bỏ vào cô nhi viện. Tôi đến đó tìm mấy người nhưng mấy người bỏ đi mất, nên tôi xin thằng nhỏ đem về nuôi để chờ ngày. Anh Năm, vậy rồi bây giờ con tôi ở đâu? Làm ơn dẫn tôi đi tìm nó đi anh Năm. Tôi cũng đã tìm nó lâu nay. Tôi thương, tôi nhớ con tôi lắm anh Năm mà. Thiệt là quá vô tình. Vô tình chi lắm vậy Mai? Tệ bạc chi vậy hả Mai? Cái gì mà kỳ vậy? Tự nhiên anh kêu ca than quán là sao? Bà có biết gì bà mà tôi chịu hàm quan không? Họ ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ. Nhưng tôi cam mà chịu, bởi vì tại tôi lỡ yêu. Ngày xưa yêu bà tha thiết đậm đà, nhưng người ta chẳng nghĩ đến tôi, bởi tôi cục xe. Chuyện ngày xưa tôi đã quên rồi, chẳng nên nhắc lại làm chi khổ đắng cay. Sao mà không cho tôi nhắc chứ? Sợ nhất sẽ làm cho cái tình của chúng ta nó sống lại, hay là sợ cái chuyện ngày xưa nó làm xấu đi cái văn vẻ cao sang đẹp đẽ của riêng bà. Ôi còn chi đâu, cô Quỳnh mỗi ngày nhìn cô cùng gánh chè rau trên đường phố, câu ăn giúp cô chén chè đậu xanh mà nghe mát liệm trái tim, thầm mơ một túp liều trăng với hai trái tim son, được bàn tay cô dọn sẵn mâm cơm còn nóng hồi. Nhưng nào ngờ bà dối nhìn cao cho nên bà bước lên xe ông chủ sang vào. Anh còn nói nữa, nếu hôm đó anh chịu cản tôi thì tôi đâu có lỡ khóc lỡ cười khi mang thai mà họ quốc ngựa truy phong chứ. Lúc đó tôi còn muốn ăn cơm thì làm sao dám chỉ mặt ông chủ mình là tên đàn điếm, và làm sao tôi biết là bà có chịu tin hay không. Nhưng bây giờ bà trách thì cứ cho là tại tôi đi. Tôi sợ bị đói nên tôi phải đứng nhìn bà bị người ta gạt. Số phận của tôi phải bị người ta làm khổ nên khiến cho anh không dám hở môi. Nhưng rồi tôi cũng bị ông đuổi đi khi gia hòa vũ quan đã dùng tròn với bà. Trời ơi, thật là một kẻ sở khanh đã lừa gạt chữ tình còn nhẫn tâm bán rẻ. Bà không nuôi nổi con mình thì tôi nuôi nó trọn tình cùng mày. Vậy đó, cái tình của tôi là yêu người như thế đó. Anh Năm, cảm ơn anh đã cực khổ mà nuôi giùm con tôi đến lớn khôn. Bây giờ không cần biết cuộc sống anh ra sao, tôi cũng phải lo mà trả ơn anh. Nhất định là anh phải nhận. Nếu như anh nói là vẫn còn nghĩ đến Mai, nghĩ nhiều lắm. Anh Năm,
Bây giờ mình già hết rồi. Anh coi nè, tóc tôi đã lốm đốm bạc, còn răng của anh cũng đã lung lai. Yếu rồi. Thôi bỏ đi. Anh Năm, bây giờ thằng con tôi nó ở đâu hả anh? Ở đây, gần đây thôi. Nó là thằng Long mà tôi kiếm đó. Hả? Cậu Long quen với Lệ Thanh đó phải không? Ờ, mà sao mà biết? Tôi có thấy nó một lần, hôm ở ngoài chợ trời á. Tôi tức lắm. Ai? Họ chứ ai. Tôi nói mà họ không tin. Anh nói họ mà họ ai chứ? Là ai? Thì cái thằng cha mắc dịch đã hại đời bà hồi xưa đó. Bà đi đến đó để giáp mặt với họ, để nói cho nó rõ cái chuyện này. Nếu cần nói cho banh chành luôn cũng được nữa. Đi, bà đi với tôi. Anh Năm, anh đang xỉn, anh chưa có hết sai. Gặp ai á thì để ngày khác. Bây giờ tôi muốn gặp con tôi. Trước hết là phải gặp con tôi anh Năm à. Nhưng nó đi mất rồi, biết đâu mà tìm. Khổ rồi Mai ơi. Bác đừng lo, cháu đã giữ liên lạc với ảnh rồi. Thiệt hả thế? À, mà hồi nãy con nói với cô Hai là con vừa gặp thằng Long. Con gặp nó ở đây phải không thế? Dạ phải. Bác lên đây, vậy bác ở đâu vậy bác? Con là Lệ Thanh nè bác. Ờ, cháu đó hả? Bác lên mấy bữa nay ở chung với thằng Long. Ở chung ở chỗ nhà nó mướn đó. Cháu biết nhà nó ở không? Ảnh chưa có dẫn cháu về chỗ ở của ảnh lần nào hết đó bác. Không dẫn là phải. Nó sợ cháu biết cái ổ chuột của nó. Trời ơi, chỗ ở của con tôi tồi tệ đến như vậy sao anh Năm? Cô muốn biết thì tôi dẫn cô đi cho cô biết. Nó y như cái hầm lò tăm tối vậy đó. Nó nhốt tôi ở trong á, như nằm ở trong cái hộp quẹt diêm vậy đó. Giờ này ở ngoài nắng chang chang, nhớ đến cái tôi không dám về đó. Thôi, cô làm ơn cho tôi tạm trú ở đây đến chiều mát nữa. Rồi tôi dẫn cô về đó cho cô biết cái chỗ của con trai cô nó ở nha. Long ơi, má có tội với con nhiều lắm. Má nuôi, má đừng có buồn. Rồi má sẽ có cơ hội bù đắp lại mà. Gặp được bác, anh sẽ vui lắm đó bác. Về lô hàng phế thải, cậu xử lý thế nào rồi? Dạ thưa giám đốc. Thưa ông. Sao lại ngập ngừng? Dạ thưa, tôi vừa coi lại hôm qua, số hàng đó đâu mất rồi. Hả? Có lẽ là bị trộm. Bị trộm? Dạ. Sao có thể là bị trộm? Trộm để làm gì? Ai trộm? Chỉ có người trong nội bộ, người trong hãng này thôi. Ai? Ai? Cậu có nghĩ ai không? Dạ thưa. Dạ thưa ông. Cô tới đây làm gì? Dạ thưa, anh gọi em. Không có anh em gì nữa hết trơn. Tôi gọi cô để báo cho cô biết á, kể từ nay cô khỏi tới nơi đây. Anh Phong. Giữa chúng ta không còn nợ duyên. Cô có quyền mắc tình phải nhai và có quyền tìm việc khác làm ăn. Anh nói vậy là sao? Sao lại nhẫn tâm xua đuổi em cho em nghĩ việc? Anh nỡ đành quên nghĩa cuối chân. Lỗi lầm của em hứa không tái phạm. Cuối xin anh một lần thứ lỗi cho em còn giữ việc làm. Đừng có gian xin. Cô gian ngoan lại ngoan cố vô cùng. Cô lấy tiền để làm gì? Hay là ngoại tình? Lấy tiền để cho trai. Không phải vậy đâu. Cuối xin anh hãy thương tình. Ôi tôi không thể cầm lòng chứng kiến chuyện này mà tim nhói lòng đau. Cô ăn cắp, rồi cô sợ, cô lo, cho đến nỗi cô bị sảy thai. Cô cũng biết tôi cần đứa con mà. Tôi cưng chiều thai Nhi như thế nào mà. Mà cô lại giết nó. Cô giết nó, cô biết chưa? Em biết tội của em nặng lắm. Nhưng em lấy tiền của anh là em có nỗi khổ. Nỗi khổ gì chứ? Cô đã không còn nhân tính. Từ nay dứt tình, gạt lừa dơ vét, rồi tìm lối thoát mà ra khỏi nhà.
tôi không cần cô nữa, cô hãy đi đi. Tôi biết ngày nay tôi bị cô dối lừa, tình nãy là tại ngày xưa tôi ăn chơi trụy lạc gạt cầm gái thơ ngây mà không có chút già chân tình. Nên trời trả quà cho tôi khiến tôi phải xem cô như báu vật của mình, rồi cô lại xem tôi như món đồ rác rưởi chà đạp lên tấm tình chân thật của tôi. Cô đi ra khỏi hàng của tôi ngay, và không được bước chân vô nhà tôi nữa. Tôi muốn được để tâm tư bình lặng nghiền ngẫm em gian xin làm chi nữa. Ở đâu có mưu đồ, có lợi dụng, có đồng tiền ngữ trị thì tình yêu đâu có cửa để gian chân. Cậu nói ai vậy ha cậu Hòa Đồng? Hình như là cậu quan tâm đến cổ lắm à. Tôi chỉ nói chuyện đời, nói tổng quá. Nhưng thú thật là trước đây tôi đã để lòng yêu bạch, nhưng tôi thua ông ở cái chỗ nghèo. À vậy thì bây giờ cậu có thể yêu tối rôn như cậu với cổ gặp nhau là xứng lứa. Với lại tuổi tác của hai người không chênh lệch, tôi đã dứt đi rồi ai cứ mặc ai. Trời ơi, nhục nhã quá. Bạch Cúc, Bạch Cúc, ông thiệt là quá tàn nhẫn, ông quá nhẫn tâm mà. Bạch Cúc, Bạch Cúc chờ anh với. Bạch Cúc, Bạch Cúc. Vậy là xong. Alo, Nguyễn Long đó hả? Tôi đây. Phải, mời cậu lên văn phòng gặp tôi ngay. Phải, có việc cần. À, ngay bây giờ đó. Bạch Cúc, Bạch Cúc, chờ anh với. Cảm ơn anh đã lên tiếng binh vực em, nhưng anh làm vậy sẽ không tốt cho anh. Ông sẽ đuổi anh nữa. Em đừng lo, kiếm người làm được việc như anh đâu phải dễ. Dù không làm ở đây, anh cũng sẽ có chỗ khác để làm mà. Anh chỉ lo cho em thôi. Bây giờ em định thế nào cho em đây? Em cũng không biết nữa. Hồi nãy em nói lấy tiền của ổng là có nỗi khổ, mà nỗi khổ gì anh có thể biết được không? Em cho anh Nguyễn Long mượn. Vậy là em lấy tiền của ổng để... Đừng hiểu lầm em anh Đông à. Từ lâu rồi chúng em đã xem nhau như bạn, không còn chân dương. Anh Long trọn chung tình với Lệ Thanh, mà anh số phận cũng nghèo. Em vì nghĩa ân ngài cố nên giúp giùm. Vậy thì em đâu phải người vô hậu, cũng có nghĩa tình sao trước cùng nhau. Anh cứ ngỡ em không chân thật, làm tiền những kẻ giàu sang.
Hà Đông ơi, thấy đồng tiền ai lại không sanh lòng tôi mất. Huống chi em là một kẻ xuất thân từ trong chốn cơ bên. Thuở nhỏ gian nan, hốt gạo em ăn không được trắng ngần. Với cảnh cùng khổ ở quê nhà những năm hạn hán, đi vét từng hốt gạo rơi gạt thân tình. Nhưng khi bước chân vào nhà ông, em cảm nhận được ở bà Phong biết độ bao dung, và cái tình của ông Phong chân thật. Em đã xua đi cái ý đồ đen tối, nhưng không ngờ, không ngờ trời không dung tha cho kẻ sai lầm, khiến em phải mất đứa con, khiến cho ông Phong phải dứt tình xua đuổi. Đáng tội cho em, đáng tội cho em lắm mà. Đó không phải như lời em vừa nói, mà chính là trời đã dần xoay. Bạch Cúc em, ông Phong đã làm nhiều chuyện trái lòng nên trả qua, sám hối chuyện mình. Còn em, em thiếu suy nghĩ nên lỡ xa chân, nay biết hối hận đã quay đầu trở lại. Anh xin tiếp nối đoạn đường, em nên chấp nhận đừng chán chường chuyện xưa. Anh tốt quá, em phụ anh vì tham tiền mà anh không khinh chê em, lại còn ra tay cứu vớt đời em nữa. Đừng khóc nữa em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, rồi mọi chuyện sẽ qua hết mà. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cậu có biết lô hàng hư đã biến mất không? Dạ biết. Theo cậu thì tại sao mất? Thưa, dược sĩ Đông nói là bị trộm. Dược sĩ Đông nói. Còn cậu, cậu không có nhận xét à? Thưa, tôi đồng ý với dược sĩ Đông. Nghĩa là cậu cũng cho là bị trộm à? Nhưng mà ai trộm? Người trong hãng hay là người ngoài? Chắc chắn là người trong hãng. Ai? Ai trộm? Cậu nghi cho ai? Tôi không nghi mà tôi biết. Cậu biết à? Là ai? Là tôi. Hả? Cậu trộm? Cậu thẳng thắn gan dạ lắm. Tại sao? Vì tôi cần tiền để trả nợ. Như vậy cậu biết là cậu phạm pháp chứ? Thưa, tôi biết. Cậu cũng biết lô hàng đó đã bị hư, bán ra sẽ gây hại cho người tiêu dùng và làm mất uy tín của hãng chứ? Thưa giám đốc, lô hàng đó đã được sửa chữa và đã đạt chất lượng, nhưng dược sĩ Đông và tôi chưa kịp báo lên giám đốc. Tại sao mấy cậu muốn qua mặt tôi? Thưa, chúng tôi không dám, chỉ chưa kịp báo cáo thôi. Được rồi, nhưng cậu đã trộm, đã bán, tại sao cậu không yểm luôn mà lại thú thật? Thưa giám đốc, tôi muốn tập làm một con người trung thực. Người trung thực mà ăn trộm à? Thưa, bất đắc dĩ thôi, nhưng ít nhất tôi ăn trộm và dám thú tội của mình. Được, nhưng nếu tôi đuổi cậu và tố cáo cậu trước pháp luật? Thưa giám đốc, đó là điều tôi đang mong muốn. Ông ngạc nhiên lắm sao? Ông làm sao hiểu nổi ở trong tôi đang đơn đau cho một lỗi lầm.
đã manh tâm lừa dối ông rằng cha mẹ tôi giàu sang để được ông bằng lòng cho tôi đính nước cùng lễ thanh. Khổ thai liên lụy đến bao người vì tôi mà tan tác thân dân, chung cuộc nào có xa gì lại xa vào cảnh tình ai bi. Giờ đây ăn năn và hối hận có xa chi ở chốn ấy tội tù để tìm quên yên ổn tâm hồn thì tôi càng cảm đổi ơn ông. Cơ bộ đã tới lúc cậu liều mạng rồi phải không? Thưa, cái đó không phải là liều mạng mà là muốn tự đày đọa thân mình để ăn năn và tìm quên lãng. Long này, cậu nghĩ thế nào nếu cậu đúng là con ruột của tôi? Điều đó thật là đáng tiếc và vô cùng đau khổ cho tôi. Hả? Tại sao? Còn sao nữa, nếu tôi là con của ông chủ thì tình yêu của tôi và Lệ Thanh kể như bị chôn sống, tức tưởi, thương đau. Nhưng bù lại, nếu là con tôi, con trai độc nhất của tôi, thì cậu được hưởng trọn tài sản. Doanh nghiệp của tôi không đủ cho cậu sao? Không có tài sản nào, doanh nghiệp nào mà đổi được tình yêu, nhất là tình yêu cao quý của Lễ Thanh. Hơn nữa, tôi không có hứng thú nào đối với gia tài của ông chủ. Cha tôi đã cho tôi biết toàn bộ tài sản của ông chủ là của cái sang đoạt trên tay của người vợ chung tình. Ông đã nhẫn tâm bước đi trên đau khổ của vợ mình. Trong tình nghĩa vợ chồng đã vậy, trong kinh doanh thì dùng nhiều thủ đoạn gian manh. Nào là thái mang trốn thuế, nào là cạnh tranh bức tranh của một gian thương, bóc lột nhân công thậm tệ. Thế mới biết trong tình trường gian dối thì cũng bất hảo trên chốn thương thường. Khốn nạn, thằng Lâm Bính này đã bịa chuyện để nói xấu tôi mà. Bịa chuyện à? Bịa chuyện làm sao được hả ông chủ? Chẳng lẽ cha tôi lại bịa cả chuyện về người đàn bà vô phước? Đã bị ông gạt gẫm rồi ruồng bỏ khi xưa. Và khi bà ấy mang thai, ông đã toán sang cho người khác. Người ấy là ông Năm Binh, cha tôi gọi là ông bán cái, bán luôn cái bào thai vừa mới tưởng hình. Cái bào thai ấy tháng ơi lại mang tên họ Nguyễn Long. Nó đứng trước mặt ông đây để nhìn tình đời gian dối, để nghe cay đắng trong lòng thằng Nam Bính. Trời ơi, nó có bằng cớ gì đâu? Tại sao nó quả quyết cậu là con của tôi chứ? Nó có chứng minh được cái gì đâu? Tôi chứng minh ngay bây giờ đây. Ông chủ, ông chủ hãy nhìn người đàn bà này. Ông chủ còn nhớ ai đây không? Hả? Bà là ai? Ông chủ nhìn không ra. Cô Mai, cô còn nhìn ra ông giám đốc hãng mỹ phẩm này không? Nhìn ra rồi. Ông Trần Phong chứ ai. Giám đốc hãng mỹ phẩm mà. Giám đốc sở chứ.
giám đốc Sở gì chứ? Sở là Sở Khanh đó. Đúng, cô nhớ rồi đó. Ông giám đốc, ông đã nhớ ra cô Quỳnh Thị Mai chưa? Nhớ rồi. Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Quỳnh Thị Mai, Hoàng Mai, bây giờ là Hoàng Mai. Mai vàng năm cánh. Nhưng than ôi, chỉ vì tên Sở Khanh vô lương bạc ác mà những cánh hoa mai đã rơi rụng đi rồi. Chỉ còn hai cánh phất phơ đói khổ ở trên đời. Mai vàng đành cám bức ruột đem gửi đứa con còn đỏ hòn vào viên mồ côi. Rồi hai mươi mấy năm trôi nổi muốn tìm lại đứa con tôi, thề con thơ đã mất hút xa xôi. Để cho người mẹ khổ đau phải đêm tận đến nhỏ lệ muôn hàng. Tôi biết rõ hoàn cảnh của con nên tôi đến viện cô nhi sinh nó về luôn. Con của cô là cô Mai. Hãy viên với áo con ra để mẹ nhìn coi có phải. Trời ơi, đây là bớt số mà mẹ không bao giờ lầm lẫn. Anh Năm ơi, nguyện lắm nó, nó đúng là con ấy của tôi rồi. Mẹ ơi, được gặp mẹ hôm nay con cảm đổi ơn trời. Gặp được con bây giờ thì con đã cao lớn, đã trưởng thành và quá tuổi đôi mươi. Từ nay con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa. Mẹ sẽ ở bên con bù đắp lại những ngày qua. Mẹ nhìn con trẻ thiết tha, tiếc cho năm tháng phải xa con thờ. Mẹ con đoàn tụ rồi, coi như bổn phận tôi xong hen. Chưa xong đâu, anh chưa về được, chờ tôi. Còn gì nữa mà lưu với liếu? Mẹ có nói sao thì ba cứ làm theo lời đi mà. Vậy là tôi còn đường hơn ông rồi đó ông chủ. Bây giờ tôi về trước ở nhà hàng, tôi chờ mẹ con cô nghe cô Mai. Mình về luôn nha mẹ, còn ở đây chi nữa. Anh Long, còn cha nữa kìa, và còn em nữa. Em khổ quá anh Long. Lệ Thanh ơi, biết sao đây, khi người trai anh không mong mà vẫn đến. Chúng con đã biết thế nào là tình yêu mật ngọt, sao ba lại bài thi than cánh đau lòng. Lệ Thanh ơi, hãy bình tĩnh đi con, tình yêu của con vẫn còn nguyên vẹn. Vì con không phải là con ruột. Ba, hai đứa vẫn trọn lời ước hẹn cùng nhau. Ba, ba nói thiệt sao ba? Con không phải là con ruột của ba. Má con có biết chuyện này không ba? Không, khi ba đến viện mồ côi để xin lại thằng Long thì nó không còn ở đó nữa. Tôi đã vớt nó rồi, đâu có còn đến tay ông. Đúng, vì vậy cho nên ba mới xin đại con đem về. Và nói gạt má con á, con là con của ba, để má con nuôi con đó. Tin ba đi con. Ông đã từng làm điều bậy bạ, lời nói đó ai mà tin. Trời ơi, tôi đã xuống nước rồi mà,
còn muốn ép chết tôi làm sao chứ? Tôi đâu phải là con thú mà tạo cảnh loạn luân chứ. Thanh à, quyển nhật ký này của ba má vừa tìm được. Không ngờ con lại không phải là con của ba. Ba nói thật đó, con tin ba đi. Tin ba để mà tiếp tục cuộc tình với Nguyễn Long. Má, từ bấy lâu nay con vẫn tưởng mình là máu thịt của ba với má. Bây giờ vỡ lẽ ra con lại là đứa trẻ mồ côi. Con là trẻ mồ côi nhưng vẫn đủ tình mẹ cha. Ba và má sẽ thương con. Suốt đời này con vẫn là con của ba má. Ông à, từ nay xin ông hãy tu tâm dưỡng tánh mà sám hối chuyện xưa, sống bên con mà an hưởng tuổi già. Năm tháng sau này tôi không còn ở bên ông. Má, má nói gì vậy má? Má định đi đâu? Lời chân thật để mình được vui lòng mà ở lại cùng tôi. Giờ sáng mắt ra mới thấy mình chính là chỗ dựa của tôi. Vì mình đã chịu đựng để cho tôi vươn lên cùng với xã hội. Vậy mà tôi không biết trân trọng tạo nhiều khổ đau cho ta. Trọng tình cảm của má nên ngày nay má mới ra đi. Con à, má ra đi không phải vì ba không tôn trọng má, mà má vì một lý do riêng. Tôi biết mình chẳng có lý do riêng, mình nói như vậy là để cho tôi đừng ân hận. Chứ tôi là kẻ đã gây ra nhiều tội lỗi, lợi dụng để đoạt cả gia tài của ông và mình hồi đó để lập thân. Đúng là ông đã ôm trọn gia sản của nhà tôi, nên tôi đối với ông từ đó đến giờ không có cái tình ân ái. Tôi buộc phải chịu chung sống là vì đường trần trớ trọi. Những hẹp hòi với những điều kiện ông đưa ra cũng chỉ là muốn được yên thân yên phận. Để nhìn thấy di sản của tôi còn tồn tại, giờ tôi yên lòng mà dứt áo ra đi. Vậy ra từ đó đến giờ
bà vẫn oán hận và không chịu tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bà hiểu mà thông cảm. Tôi hiểu chứ, tôi cũng thông cảm lắm chứ. Cha tôi gạt người nên bị người hại. Ông làm kẻ ngư ông đắc lợi thì tội gì không ôm trọn của cải vào mình. Nhưng ông đứng nhìn cha tôi bị chết thảm thương mà không tìm cách ra tay cứu giúp. Tôi đau đớn lắm. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi dần hiểu được nhân quả tuần hoàn, ai tránh được sự trả dai. Biết vậy sao bà không thông cảm cho tôi? Tôi không làm được chuyện này, vì vậy nên bây giờ nuôi con Thanh khôn lớn. Ông đã biết hồi tâm, rồi ông tìm được đứa con trai. Nguyễn Long sẽ cùng Lệ Thanh giúp ông mà cai quản công ty. Cái di sản của tôi từ đây sẽ phát triển bằng con đường lương thiện. Vậy là tôi yên lòng rồi, còn gì mà bận biểu nữa. Bà ơi, bây giờ rõ được nhau, bà đành lòng bà bỏ tôi bà đi sao bà? Bà, tôi khóc nè bà. Ông đừng khóc. Nên để tôi đi với con đường tôi chọn. Đến con đường này, tôi báo hiếu với cha tôi. Tôi thay người tu niệm để cho cha tôi được siêu thoát ở cõi vô hình đó ông à. Má, đành bỏ cô sao má? Rồi sau này cô làm sao? Không có má, cô sẽ bỡ ngỡ lắm trên đoạn đường đời dài thăm thẳm. Con à, con đừng có khóc. Con sẽ có con đường của con, sẽ làm vợ rồi làm mẹ. Cái gương má con hứa noi theo. Con nè, con có làm được không con? Má, con nhất định làm được. Con sẽ xem má là tấm gương để noi theo đó mà làm người cho đúng hướng, cho má vui, là cách để cho con trả hiếu cho má đã nuôi con cực khổ. Vậy là được rồi. Bây giờ má phải đi. Má, bà bỏ tôi hả bà? Bỏ đi thiệt rồi, làm sao đi hả ba? Đành vậy thôi con. Ý trời.
đắm bên